Phận Dâu Hào Môn. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 1 trong 8 tập. Mạnh Quân tỏ ra sốt ruột, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Bên cạnh thì chú tư bán vé số cũng hết đứng lại ngồi. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ giao vé cho đại lý mà tập vé số vẫn còn nguyên. Bây giờ biết phải làm sao, nếu ở lại thì không có ổn, mà bỏ đi cũng không xong. Chú nhớ lại lúc bán vé số ở công viên, bỗng chú phát hiện một người đàn ông trung niên ngồi gục đầu trên ghế. Chú Tư tới lay gọi nhưng không thấy ông ta trả lời. Nghĩ có chuyện không lành, chú Tư vội la lên cầu cứu. May mà có chàng trai tốt bụng vừa đi đến liền chở cả hai người đến bệnh viện. Bây giờ ông ta đang được cấp cứu ở trong kia không biết như thế nào. Chú cũng chỉ biết nhiệm vụ của mình là đỡ ông ấy ngồi trên xe để chàng trai chở, còn mọi việc đều do cậu ta lo liệu. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Duy? Tiếng của bác sĩ làm cả hai người giật mình. Mạnh Quân vội lao nhanh đến, nhưng khi nghe câu hỏi thì cả anh và chú Tư đều nhìn nhau khó xử, bởi cả hai đều không phải là người nhà của ông Duy. Anh ấp úng. Tụi tôi là người đi đường, thấy người gặp nạn thì cứu thôi. Tình huống bỗng trở nên bối rối, thấy vậy chàng trai lên tiếng. Tôi đã liên hệ với người nhà theo điện thoại của bác ấy nhưng vẫn chưa có được. Thôi thì trong khả năng có thể tôi xem giúp được cái gì không, như đóng tiền chẳng hạn. Không ngờ bác sĩ trả lời. Vậy thì may quá, bây giờ cần đóng tiền để nhập viện cho bệnh nhân. Bác sĩ nói chưa dứt câu thì Mạnh Quân đã đi rồi. Chứng kiến toàn bộ sự việc mà chú Tư vô cùng cảm động, chú nói với bác sĩ. Ông Duy tu mấy kiếp mới gặp được người tốt như chàng trai này, phúc đức quá. Một lúc sau, Mạnh Quân quay lại, anh nói với chú Tư. Tiền viện phí cháu đóng rồi, bây giờ cháu có việc gấp phải đi. Chú ở đây chờ người nhà của ổng tới ngang, xong việc cháu sẽ quay lại. Thấy chú Tư cứ lúng túng không trả lời, làm anh chú ý. Chợt nhìn thấy tập vé số dày cộm nơi tay chú, thì anh đã hiểu, anh cười. Chú đếm xem còn bao nhiêu tờ vé số. Cậu nói vậy là sao? Hôm nay có bán được cái gì đâu, lần này về trả lại cho đại lý chắc khỏi bán luôn. Làm gì còn mà trả hả chú? Chú đếm xem còn bao nhiêu tờ cháu mua hết. Chú Tư mừng rỡ. Cậu nói thiệt hả? Cậu mua hết luôn hả? Bộ chứ tưởng cháu nói xạo hay sao? Chú đếm lẹ lên để cháu còn đi công chuyện, không thì trễ rồi. Mà thôi, nay chú nhận của đại lý tất cả là nhiêu tờ? Tôi nhận 200 tờ, nhưng chắc cũng bán được hơn 10 tờ, thì gặp chuyện này đó. Quân mở bóp lấy ra 4 tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đưa cho chú Tư. Cháu cứ đưa trước 2 triệu, bây giờ cháu phải đi ngay, chú cứ ngồi từ từ đếm ngang, chút xíu cháu quay lại. Nói xong, anh vội vàng bước nhanh ra cổng. Khi anh đi rồi mà chú Tư còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Tại sao cậu ấy đưa tiền cho mình mà lại không cầm vé số? Bộ lỡ may mình bỏ đi luôn thì sao? Trong khi đó, Mạnh Quân vội vàng rời khỏi cổng bệnh viện, phóng nhanh đến điểm hẹn. Chiều nay, anh có một cuộc hẹn với một người bạn, đồng thời cũng là đối tác làm ăn. Nhưng đang trên đường đến đây, khi đi qua công viên, thì anh thấy một chú bán vé số dáng người nhỏ thó, chạy hớt hải ra ngoài như cầu cứu, thì vội dừng lại. Hóa ra, chú Tư bán vé số phát hiện ra người đàn ông ngồi gục đầu trên ghế đá. Chỉ cần nhìn sơ qua, thì anh đã biết ông ấy bị đột quỵ. Do vậy, anh đề nghị chú Tư cùng với mình nhanh chóng đưa ông ta đến bệnh viện. Đến quán cà phê, nhưng tìm hoài mà không thấy bạn của mình, biết là người ta chờ lâu quá nên đã bỏ đi. Anh lấy cái điện thoại gọi Thanh Minh, nhưng bạn anh không nghe máy mà chỉ để lại dòng tin nhắn. Chờ hoài mà không được, bây giờ mình ra sân bay rồi, hẹn gặp sau nha. Lững thững ra về trong tiếc nuối, cuộc gặp này rất quan trọng, mở ra cho anh một hướng hợp tác làm ăn mới. Nhưng tình huống cứu người đàn ông bị tai biến còn cần thiết hơn. Anh định quay xe ra về, nhưng lại thấy chưa yên tâm. Khi ở bệnh viện chỉ còn mình chú Tư,
Thôi thì lại tới bệnh viện xem sao. Cầu mong cho ông ấy vượt qua kiếp nạn này. Vào đến cửa phòng cấp cứu thì không thấy chú Tư đâu, mà thay vào đó là một cô gái và người phụ nữ trung niên. Vì không biết họ là ai, cũng có thể là người nhà của người đàn ông, nhưng cũng có thể là người nhà của bệnh nhân khác. Anh lẳng lặng đi ra ngoài ghế đá ngồi. Bỗng điện thoại của ông Duy đổ chuông. Lúc này anh mới nhớ mình vẫn đang giữ điện thoại của ông ấy. Anh liền nghe máy. Alo, tôi nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng một cô gái, giọng nói nhỏ nhẹ, rất dễ nghe. Chào anh, tôi là con gái người đàn ông gặp nạn. Xin hỏi anh đang ở đâu? À, tôi đang ở bệnh viện, cô đến ngay đi. Anh chưa nói hết câu thì thấy chính cô gái lúc nãy tay vẫn đang cầm điện thoại áp vào tai đi về phía anh. Mạnh Quân hạ điện thoại xuống tiến lại gần. Anh chủ động lên tiếng trước. Chào em, anh là Mạnh Quân. Dạ, chào anh, em là Thanh Hằng, huấn luyện viên yoga. Mạnh Quân nhìn cô rồi thốt lên. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hèn chi... Miệng nói đồng thời tay anh đưa lại cái điện thoại của ông Duy cho cô. Em đến lâu chưa? Từ từ ngồi xuống ghế, Thanh Hằng trả lời. Em cũng mới tới, vì trong giờ tập nên em không biết có điện thoại. Hèn chi anh thấy điện thoại vẫn đổ chuông mà không có người nghe. Hai người cuốn hút bởi những câu hỏi, những vấn đề về nghề nghiệp. Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh rất am hiểu về chuyên ngành của cô. Ờ, anh có quan tâm lĩnh vực của em hả? Mạnh Quân cười cười. Rất quan tâm nữa là đằng khác. Anh cũng là huấn luyện viên. Vừa đúng mà lại chưa đủ. Rồi anh kể cho cô nghe, mình có một chuỗi các phòng tập gym, yoga ở thành phố này. Hôm nay anh có hẹn với một người bạn muốn phát triển các phòng tập ra phía Bắc. Thanh Hằng nghe có vẻ rất thích thú và rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai người thêm phần rôm rã, cứ như đã quen biết nhau từ lâu. Như sực nhớ ra điều gì, cô hỏi anh. Ủa, vậy anh và bạn của anh đã có kế hoạch chưa? Không muốn để cô phải lăn tăn về chuyện của ba cô mà anh phải lỡ cuộc hẹn, anh trả lời. Cậu ấy bận nên hẹn hôm khác. Có phải nguyên nhân là do ba em không? Mạnh Quân chỉ cười thay cho câu trả lời. Anh nhìn mặt cô đang bừng lên sức trẻ, mà ba muộn phiền vì cuộc hẹn không thành công đều tan biến. Điện thoại của anh lại đổ chuông. Nhìn màn hình không hiểu điện thoại của ai gọi mà anh cau mày tỏ ra khó chịu. Thanh Hằng ghé tai anh nói nhỏ. Anh nghe điện thoại đi, không có nên để người ta chờ. Chưa bấm nút nghe, Mạnh Quân trả lời. Là điện thoại của ba anh gọi. Tại sao anh không nghe? Những cuộc điện thoại mà biết trước nội dung không có vui thì em có muốn nghe không? Biết anh có điều gì đó khó nói, cô nói với anh. Hay em đi vào để anh nói chuyện với bác nghe. Mạnh Quân cau mày. Anh nói rất nhiều lần vì vấn đề này, nhưng mà ba anh tính thì độc đoán, nên cương quyết áp đặt cho các con phải theo ý của mình. Cô ngạc nhiên. Các con? Có nghĩa là không chỉ một mình anh? Lúc này, Mạnh Quân mới kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhà anh có tất cả ba người con trai. Anh là con thứ hai. Trên anh là anh hai đã có gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng do ba anh áp đặt. Vì hôn nhân không có tình yêu, nên anh hai thường xuyên lấy cớ vắng nhà. Tội nghiệp chị dâu cứ dò dỏ ôm con ở nhà. Nhìn cái cảnh đó mà anh không có muốn vợ mình lại cùng chịu cảnh như vậy. Sao anh không có nói rõ quan điểm với ba anh? Mạnh Quân cười buồn, mắt nhìn đi nơi khác. Thì cũng lý do đó mà anh rời nhà đến thành phố này nè. Vậy mà ba anh vẫn không có buông tha. Thì anh đưa người yêu về giới thiệu đi. Nghe câu hỏi của cô, không khí giữa hai người bỗng trầm xuống. Mạnh Quân im lặng bởi anh đang nhớ về mối tình đầu của mình. Ngày đó, anh và Hà An yêu nhau say đắm. Nhưng cô không có được gia đình anh chấp nhận. Cũng chỉ vì hai gia đình không có môn đăng hộ đối. Mặc dù anh đã giải thích rất nhiều và hứa bảo vệ cô, nhưng do bản tính nhút nhát, một phần không có chịu được những lời nói coi thường nên cô chủ động chia tay. Bây giờ, Thanh Hằng lại hỏi anh câu đó, thế anh biết trả lời như thế nào? Như nghĩ ra điều gì, anh chọc đùa. Hay là em về nhà với anh, trong gia bạn gái?
Không ngờ cô trả lời mà không suy nghĩ. Được chứ. Mạnh Quân tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại. Em đồng ý. Dạ, anh là người đã cứu sống ba em, thì việc đi cùng với anh về nhà gặp ba mẹ của anh thì có gì mà phải suy nghĩ chứ. Câu nói của cô làm cho anh vô cùng xúc động. Anh cảm ơn, nhưng lỡ may bạn trai của em hiểu lầm thì sao? Hiểu lầm thì làm sao chứ? Nó giỡn thôi, chứ em chưa có người yêu. Nói đúng hơn là chia tay rồi. Lúc này cô mới để ý cuộc gọi của ba anh đã tắt từ hồi nào. Cô nhắc thì anh trả lời là sẽ gọi lại sau. Nhưng câu nói chưa dứt thì lại tiếp tục có cuộc gọi. Anh nhìn cô rồi nhận được cái gật đầu. Alo, con nghe nè ba. Câu nói của anh chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia tiếng ba của anh quát tháo mà người ngồi bên cạnh anh còn nghe rõ. Tại sao không nghe máy? Tại sao không về? Bộ mày muốn chống đối hay sao? Mạnh Quân làm bộ ngạc nhiên. Con đang bận mà, hơn nữa chỉ là về thăm ba mẹ thì con về lúc nào mà không được. Về thăm cha mẹ mà không cần thiết hay sao? Hay là mày muốn tao đi rồi mày mới về đúng không? Ý của con là con phải như vậy, mong ba hiểu cho con. Thấy hai cha con cứ lằng nhằng chuyện về hoặc là không về, đồng thời theo như lời anh nói thì ông bắt anh về lấy vợ. Thanh Hằng ghé sát vào máy ổng nghẹo nói với anh, nhưng cố ý để cho ba anh ở đầu dây bên kia nghe tiếng. Anh yêu à, anh nói chuyện rồi đi sau nha, em đi trước đó. Câu nói dĩ nhiên có hậu quả, vừa nghe thấy tiếng của cô thì ông gầm lên. Ai vừa mới nói đó? Mày nói bận không có về được là vì đứa con gái này đúng không? Chắc mày muốn chọc tức tao đây mà. Mày đừng có tưởng tao không có thể đến đó. Tao chỉ sợ mày không còn cửa mà làm ăn thôi. Thấy rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì hoàn toàn bất lợi cho anh, Mạnh Quân bắt đầu hạ giọng. Được, cuối tuần con về, có gì nói chuyện với ba sau nghe. Ba anh không trả lời mà cúp máy. Lúc này Thanh Hằng mới lên tiếng. Em xin lỗi, em thấy hai người cứ nói đi nói lại mãi nên mới lên tiếng để ngầm thông báo cho ông biết rằng anh đã có người yêu mà đừng có ép anh nữa. Ai ngờ... Không có sao, vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ ha. Anh nhất quyết không có dẫm vào ước chân của anh hai đâu, cho dù thế nào thì anh cũng chấp nhận. Thanh Hằng bỗng thấy lo lắng và có chút mũi lòng. Cô không sợ bị ông ta chửi bới, coi thường, mà cô chỉ sợ nếu kế hoạch không thành công thì tình cảm cha con bị sức mẻ. Và như vậy cô hoàn toàn không có mong muốn. Ngày ông Duy xuất viện, Mạnh Quân không có mặt bởi anh phải bay ra Bắc có việc gấp. Ngay khi tỉnh lại là ông muốn được gặp lại chàng trai đã cứu mình để cảm ơn. Thanh Hằng cũng chỉ biết ôm lấy ba mà động viên. Anh có việc phải đi công tác ngoài Bắc nên không có vào kịp được. Để ảnh vào rồi con mời ảnh về nhà mình nghe ba. Ông Duy nói giọng yếu ớt. May mà gặp chàng trai đó, ba mới còn ngồi ở đây nghe con. Nhớ, mang ơn người ta. Thanh Hằng cười. Ba dặn con mấy lần rồi đó, con nhớ rồi. Ừ, mà nhớ trả tiền viện phí cho cậu nữa. Thực tình, khi biết anh đã thanh toán tiền viện phí là cô yêu cầu được trả lại, nhưng Mạnh Quân không đồng ý. Anh nói đùa, xem như tiền chi phí thuê cô đi cùng với anh về nhà gặp ba mẹ. Nhưng bây giờ, nếu nói như vậy thì nhất định ba cô không chịu. Cuối cùng cô đành nói dối. Dạ, ba yên tâm đi, vì con đã trả cho ảnh rồi. Ừ, vậy thì được. Thôi, ba nằm nghỉ một lát nghe. Thấy ba đã ngủ, hơi thở đều, thì cô khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách thì có điện thoại của Quân gọi về. Alo, em nghe. Quân nói có vẻ vội vàng. Sáng mai anh bay về Sài Gòn, nhưng mà bận công chuyện phải giải quyết cho nó xong. Có thể anh bay ban đêm nên em chuẩn bị đi nghe. Đi chơi chứ có phải đi công tác đâu mà phải chuẩn bị. Vậy anh muốn em ăn mặc như tiểu thư con nhà giàu hay sao? Tùy em, mặc sao cũng được. Nhưng mà có thể là đối diện với cô gái mà ba anh đã chọn lựa đó. Sợ gì chứ? Nói vậy nhưng cô chợt giật mình. Mặc dù chỉ là giúp anh đối phó với ba của anh, nhưng làm sao cô lại chịu thua và để anh mất mặt được chứ? Thanh Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị đồ dùng mang theo. Cô nghĩ nếu cô gái kia là tiểu thư nhà giàu
thì nhất định sẽ mặc những cái đầm đắt tiền. Vậy thì không có việc gì phải đi so đầm với cô ta cả. Cô quyết định lựa chọn mấy bộ đồ thể thao, gọi là đồ thể thao, nhưng với dốc dáng cân đối cao 1m67 của cô thì không khác nào người mẫu trên sàn diễn thời trang thể thao. Thấy con gái chuẩn bị đồ dùng cho vào vali thì bà Minh Hà ngạc nhiên. Bộ con định đi đâu hay sao? Suy nghĩ một hồi xem có nên nói dối mẹ hay không, bởi cô không có muốn mẹ phải lo lắng. Nhưng trong cái chuyện này, rõ ràng cô đi qua đêm với một chàng trai lạ, thì cô cũng nghĩ cứ nên nói sự thật cho mẹ biết. Bởi trước sau gì mẹ cũng biết, lúc đó có giải thích thì cũng không ra sao. Cầm tay mẹ kéo ngồi xuống giường, cô nói. Con đi Sài Gòn đến nhà anh Quân chơi. Vừa nghe con gái nói như vậy thì mẹ cô kịch liệt phản đối. Cái gì? Sao con dễ dãi vậy? Chuyện gì ra chuyện đó? Nếu vậy thì chắc là cậu ta là người không có tốt rồi. Lợi dụng việc cứu ba của con mà lợi dụng con gái nhà người ta. Dù con có nói thế nào thì mẹ cũng không có đồng ý đâu. Thanh Hằng kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện để mẹ thông cảm. Nhưng mẹ cô nhất định không có đồng ý. Bất ngờ, ông Trần Duy nghe thấy liền lên tiếng. Con nó tới nhà cậu chơi chứ không có phải đi du lịch. Hơn nữa bây giờ nó cũng 24 tuổi rồi nên cũng biết cần phải làm cái gì. Ba đồng ý cho con đi. Nhắn với ông bà nhà cậu Quân là cho ba gửi lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe nghe không? Bà Minh Hà định nói thêm cái gì đó nhưng thấy chồng nói như vậy thì lại thôi. Quay sang ông Duy, bà nhẹ nhàng đỡ tay chồng. Mình đi về phòng cho con nó chuẩn bị. Ông Duy quay người bước đi. Trước khi rời khỏi phòng, còn cố quay lại nháy mắt với con gái và hai cha con cùng cười. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ sáng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không hiểu sao tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Hai người cùng sánh vai nhau bước xuống cầu thang máy bay. Nhìn hai người mà ai cũng xích xoa khen đẹp đôi. Thanh Hằng cao 1m67, còn Mạnh Quân cao 1m82, nên nhìn hai người đi bên nhau thật là một cặp trai tài gái sắc. Mọi người đang nhìn mình kìa. Mạnh Quân nháy mắt với cô rồi mỉm cười bí hiểm. Thanh Hằng cũng không vừa, liền chọc anh. Anh cười giống gì vậy? Anh không ngờ thuê cô gái cặp với mình quá đẹp, ước gì... Còn ước cái gì nữa? Được rồi. Anh cố tình nói nhỏ nhưng không ngờ cô lại nghe thấy. Nhưng cũng rất nhanh, Mạnh Quân liền trả lời. Anh ước gì ba mẹ cũng yêu quý em. Thanh Hằng cười. Cho dù ba mẹ của anh yêu quý cô hay không thì cũng không có liên quan gì đến cô. Nhưng không hiểu sao cô lại cũng rất muốn được như vậy. Hai người gọi taxi rồi nhanh chóng rời sân bay. Chỉ chưa đầy 30 phút thì xe dừng trước cổng biệt thự được xây dựng theo kiểu phương Tây. Mạnh Quân quay sang cô mỉm cười. Tới nhà rồi, vào thôi em. Thanh Hằng hoàn toàn chóng ngợp trước cái vẻ giàu có của gia đình Mạnh Quân. Cô nghĩ nếu biết trước như thế này thì cô đã từ chối rồi. Nhưng bây giờ thì chỉ còn duy nhất là theo anh vào nhà chào hai bác cho chừa cái tính ham vui mà thôi. Dạ, chào cậu ba, chào cô, ông bà đang chờ cậu ở phòng khách. Tiếng người làm chào hai người, đồng thời đỡ vali của cô. Thanh Hằng chỉ xách một cái giỏ sách nhỏ, còn Mạnh Quân xách giỏ quà cùng nhau tiến về phòng khách, nơi ba mẹ anh đang chờ ở đó. Gọi là phòng khách, nhưng có khi còn rộng hơn cả nhà của cô. Thanh Hằng khéo léo đi núp sau lưng của Mạnh Quân. Cô làm vậy để chú ý xem anh chào mọi người như thế nào thì cô làm theo thế đó. Tiếng của Mạnh Quân chào ba mẹ. Con chào ba, chào mẹ. Thanh Hằng cũng cúi đầu chào lễ phép. Dạ, cháu chào hai bác. Căn phòng vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Mạnh Quân tiến về phía sofa sau khi cất tiếng chào cha mẹ. Nhưng Thanh Hằng thì vẫn đứng nguyên một chỗ cũ làm cho anh ngạc nhiên lên tiếng. Vô đi em. Nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thế vậy bà thanh thảo lên tiếng. Vào nhà đi cháu. Dạ,
cháu xin phép. Cô hơi cúi đầu đi lùi về hướng sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà Thanh Thảo khẽ gật đầu vì độ lễ phép của cô gái. Nhớ cái ngày mà bà theo ông Lê Minh về đây, bà cũng sợ lắm và không có tự nhiên. Lúc đó, mẹ chồng của bà còn mang tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ. Ngày xưa, bà được bà cố dạy dỗ hà khắc như thế nào thì mẹ chồng bà mang ra áp dụng với con dâu như vậy. Sau này, khi mẹ chồng qua đời thì bà quyết tâm thay đổi, bởi con gái nhà người ta cũng như con gái của mình. Nhắc đến con gái, một nỗi nhớ thương mà bà chôn chặt ở trong lòng suốt 20 năm qua. Tiếng hùm trong cổ họng của ông Lê Minh làm cho bà giật mình. Lúc này, bà mới quay sang nhìn kỹ cô gái. Bà chợt tái xanh mặt khi nhìn cô nó giống hệt mình ngày xưa, miệng lắp bắp. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thanh Hằng trả lời hết sức lễ phép. Dạ, cháu tên Thanh Hằng, còn 2 tháng nữa là vừa tròn 24. Cái gì? Có nghĩa là cháu sinh nhật vào tháng 6 hả? Dạ, sinh nhật của cháu là ngày tháng 6. Bà buộc miệng, làm cho cả nhà giật mình quay lại. Ông Minh tỏ ra bực mình, gắt gỏng với vợ. Bà làm cái gì vậy, hả? Bà Thanh Thảo mắt vẫn không rời cô gái. Không có gì, tôi chỉ lỡ miệng thôi. Lúc này, ông Minh mới quay về phía cô gái, miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn ra cửa. Cô là Thanh Hằng à? Dạ. Cô là như thế nào với thằng Quân? Cô làm nghề gì? Cha mẹ cô ở đâu? Có môn đăng hộ đối với như nhà của tôi không? Thanh Hằng khó chịu khi ông Minh hỏi đến cha mẹ cô với cái giọng coi thường. Với cô thì ông ta nói thế nào cũng được, nhưng với cha mẹ cô thì không. Họ có làm cái gì đâu mà ông ấy lại lôi ra so cao thấp giàu nghèo chứ. Hơn nữa, vì anh cứu mạng ba cô nên cô mới giúp anh. Nếu như không phải đang ở trong nhà mà là một nơi nào đó, thì e rằng ông ấy cũng không có dễ chịu khi đấu khẩu với cô đâu. Tuy ông Minh hỏi rất nhiều, nhưng cô chỉ trả lời đúng một câu. Dạ, cháu là bạn gái của anh. Lại một tiếng hừ nữa trong cổ họng. Ông Minh cũng không lạ gì cái cách trả lời khéo léo của cô gái này. Cô ta đã cố tránh né khi ông hỏi về cha mẹ. Nhưng thôi, ông cũng không có tốn nhiều thời gian mà làm cái gì. Giọng ông đã có vẻ khó chịu. Vậy cô có biết thằng Quân đã có vợ rồi không? Tuy đã biết trước nội dung câu chuyện và chuẩn bị câu trả lời, nhưng cô lại không ngờ ông Minh lại hỏi thẳng vào vấn đề như vậy. Nhưng cô vẫn bình tĩnh để đối phó khi khéo léo nhìn sang phía Quân và nhận được cái gật đầu. Dạ, anh Quân còn độc thân, thưa bác. Ông Minh đập tay cái rầm xuống bàn làm mọi người giật mình. Nhưng Thanh Hằng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Quân bật đứng dậy định lên tiếng, nhưng anh thấy mẹ tỏ ra tức giận thì vô cùng ngạc nhiên, bởi chính anh đã chứng kiến cái lần cưới vợ cho anh hai. Lúc đó mẹ hoàn toàn ngồi im và hầu như không có tham gia có ý kiến gì. Nhưng không hiểu sao lần này bà lại tỏ ra binh vực cho Thanh Hằng. Bà lên tiếng. Bạn thằng Quân đang ngồi chơi mà ông làm cái gì vậy? Ông Minh vẫn chưa buông tha. Tôi phải hỏi bà mới đúng đó. Lần cưới vợ cho thằng hai thì miệng bà câm như hến, cớ sao lần này lại mạnh miệng vậy? Hay là ăn phải cái canh khoai ngứa hay sao? Chính vì tôi câm như hến nên bây giờ vợ chồng thằng hai mới như vậy đó. Ông cần xem lại mình đi. Không lẽ thấy thằng hai đi biền biệt trong khi vợ nó thì dò dỏ một mình. Cháu nội thiếu hơi ấm của cha. Không lẽ ông không động lòng hay sao? Tôi với ông, từ bây giờ không có nên can thiệp vào hạnh phúc của tụi nó. Các con ưng ai thì hỏi cưới người đó. Mai mốt vợ chồng của tụi nó cơm không lành canh không ngọt thì cũng không có trách được mình. Bà làm vợ tôi hơn 30 năm rồi mà bà còn không nhớ hay sao? Ở cái nhà họ Lê này, việc hôn nhân nhất định phải theo sự sắp đặt của cha mẹ, tuyệt đối không có được cãi lại. Ngồi im từ hồi nãy tới bây giờ, Mạnh Quân thấy cha mẹ cứ cãi nhau vì việc của mình. Anh lên tiếng. Thôi, ba mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con chỉ hỏi ba, nếu con không có nghe theo sự sắp đặt của ba, thì con sẽ bị hình phạt như thế nào? Con chỉ cần một câu trả lời thôi.
Ông Minh im lặng, bởi ông không ngờ thằng con cứng đầu này là hỏi ông trước mặt hai người đàn bà như vậy. Nhưng với ông, lời nói là sấm sét. Ông có tới ba thằng con, nếu không may vắng đi một thằng thì cũng không có tuyệt tự tuyệt tôn. Nghĩ vậy, ông trả lời. Thằng ba, mày nghe rõ đây, nếu cãi lời tao thì cuốn gói cút ra khỏi nhà chứ không còn có cha con gì nữa. Ông vừa dứt lời thì không ngờ Mạnh Quân bước đến trước mặt cha rồi quỳ xuống. Con đã rời khỏi nhà gần 3 năm nay rồi và sẽ không có quay về nữa. Nếu như mẹ có nhớ con, nhớ cháu thì có thể đến thăm con. Còn bây giờ con xin cúi lại cha ba lại và cam kết không có nhận bất kỳ một tài sản nào của gia đình. Anh bắt đầu lại thì bà Thanh Thảo hét lên. Dừng lại! Nếu ông muốn con ra đi thì tôi cũng đi luôn. Bà dám! Loãng rồi! Cái nhà này loãng thiệt rồi! Miệng của ông lắp bắp cái tiếng sau cùng không có ra. Khuôn mặt tái nhợt rồi từ từ gục xuống. Trong khi mọi người định gọi xe cấp cứu để đưa ông đi bệnh viện thì Thanh Hằng nhanh tay sơ cứu cho ông Minh. Chỉ một lúc sau, khi xe cấp cứu còn chưa tới, thì ông Minh đã tỉnh dậy và kêu mệt muốn vào phòng nghỉ. Vậy là bước đầu của kế hoạch không thành công. Cô nhìn Quân, rồi lại quay sang nhìn bà Thảo. Cô giật mình khi thấy bác gái đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt vừa ngờ vực vừa đau khổ mà không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu của bà ấy bây giờ. Vì xảy ra chuyện sức khỏe của ông Minh, nên cả nhà Quân cũng quên luôn sự có mặt của Thanh Hằng. Cô lững thững đi ra vườn dạo chơi. Phải công nhận, vườn hoa hồng nhà anh Quân tuyệt đẹp, toàn là những giống hồng ngoại đắt tiền. Hơn nữa, phải kể đến bàn tay người chăm sóc, nhất định người đó phải yêu hoa mới chăm sóc tỉ mỉ như vậy được. Tiếng nói sau lưng làm cho cô giật mình quay lại. Trước mặt là một thanh niên khôi ngô mang cái dáng vẻ phong trần, khác xa với những công tử con nhà giàu. Một thoáng bất ngờ, nhưng Thanh Hằng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Chào anh, tôi là Thanh Hằng. Cô định nói tiếp mình là bạn gái của Mạnh Quân, nhưng hình như đoán được cái điều đó và anh hoàn toàn không có muốn nghe câu tiếp. Chàng trai cười rất tươi. Em giành mất quyền của anh rồi, phải để chủ nhà giới thiệu trước chứ. Nói rồi, anh ta gãi đầu gãi tai, tỏ ra oan ức, làm cho cô cứ ôm bụng cười. Nhưng với ai chứ, với Thanh Hằng, thì cô xử lý rất nhanh, cô chủ động. Vậy xin mời chủ nhà ra đòn đi, vị khách này xin tiếp. Miệng nói, nhưng cô chuyển sang đứng tấn, như sẵn sàng tiếp đối thủ. Không ngờ, anh cũng xoay người giơ tay về phía trước, miệng vẫn cười tươi. Chủ nhà Mạnh Hùng, xin đón tiếp quý khách. Hai người đều là những thanh niên năng động và tràn đầy sức trẻ, nên không bao lâu cả hai cùng bắt nhịp vào các chủ đề rất sôi nổi. Thấy cô có vẻ thích thú với những bụi hoa hồng, trong khi khu vườn đủ các loài hoa. Nhìn Thanh Hằng khom mình bên đó hoa hồng vàng giống của Pháp. Chợt Mạnh Hùng giơ điện thoại lên chụp, ánh đèn LED của màn hình làm cô ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười. Nhưng giọng nói lại có phần nghiêm khắc. Chụp lén người ta vậy là không có được à nhen. Mạnh Hùng không trả lời, hình như anh đang tìm hình ai đó trong album của điện thoại. Miệng tuy nói rất khẽ, nhưng vì đứng gần nên Thanh Hằng cũng nghe rất rõ. Giống quá. Cô ngỡ ngàng và trong đầu xuất hiện những thắc mắc. Tại sao lúc mới gặp thì bác gái cũng nhìn cô ngạc nhiên, rồi bây giờ thì lại đến Mạnh Hùng? Tại sao việc này Mạnh Quân lại không có cảm giác đó? Nhưng cô vẫn làm như không nghe thấy mà vẫn chăm sóc những cái bụi hoa. Sau đó lững thững đi vào nhà. Lúc này Mạnh Hùng hốt hoảng chạy theo giơ tay ngăn lại. Nè, sao em lại bỏ đi chứ? Bỏ một mình anh ở đây rồi lỡ may có người đến bắt cóc thì sao? Thấy Mạnh Hùng giơ tay cản đường, nếu tiến thêm nữa thì có thể lọt vào vòng tay của anh, nên cô dừng lại. Đúng lúc này, sau khi kêu bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ba xong, thì Mạnh Quân vội đi tìm cô. Bà Thanh Thảo thấy vậy thì chỉ tay ra vườn và nói với con trai. Con bé nó đang ở ngoài vườn đó, con ra với nó đi. Dạ, con cảm ơn mẹ.
Bà Thanh Thảo gật đầu. Khi con trai đi ra đến cửa thì bà còn nói dối theo. Mẹ ủng hộ con. Mạnh Quân quay sang nhìn mẹ, mỉm cười biết ơn. Anh đi nhanh về hướng khu vườn để gặp cô, thì vô tình đúng lúc Mạnh Hùng đang giơ tay ra ngăn cô lại. Tưởng là có chuyện gì nên anh vội lên tiếng. Thì ra là em ở đây hả? Làm anh tìm hoài nãy giờ đó. Cả hai cùng quay lại thì thấy Mạnh Quân đang đi lại gần. Thanh Hằng cười chỉ vào những khóm hoa rồi tắm tắt khen. Hoa đẹp quá. Ừ, niềm vui của mẹ mà. Mẹ rất thích trồng hoa, nhất là hoa hồng. Ở khu vườn này gần đủ bộ sưu tầm các loại hoa rồi đó. Mãi nói chuyện với Mạnh Quân mà cô không có để ý Mạnh Hùng đã bỏ đi nơi khác từ bao giờ. Sau nhớ lại thì cô mới giật mình. Ủa, anh Hùng đi đâu rồi? Chắc là cậu ta đi vào nhà rồi. Anh đi mời bác sĩ về thì không thấy em ở đâu. Thật là sơ ý quá. Anh cứ làm mọi việc trở nên quan trọng làm gì. Lúc ở phòng khách cũng vậy. Anh làm bác trai khó xử khi nói trước mặt của em và bác gái. Lúc này, Mạnh Quân mới ồ lên một tiếng. Anh thật sự không để ý đến sĩ diện của ba mà chỉ muốn thực hiện ý định của mình. Chắc cũng vì lý do đó cùng với sự phản ứng của mẹ làm cho ba anh bị sốc đến ngất xỉu. Anh tỏ ra biết lỗi. Anh sơ suất quá. Chợt cô kéo tay anh. Anh, cho em xuống nhà ăn. Ủa, ở nhà bếp có người làm rồi, em không phải làm đâu. Em muốn học xem cách nấu cơm nhà giàu. Chút xíu em thưởng thức là được rồi. Các cô ấy nấu ngon lắm. Dạ. Hai người đi dạo một vòng quanh biệt thự. Mạnh Quân giới thiệu cho cô cách trang trí vô cùng tinh xảo theo kiến trúc phương Tây. Nhưng hình như cô không có hứng thú lắm mà chỉ hướng về vườn hoa rồi nói. Em cũng đã từng đi du lịch, được ngắm các trang trại trồng hoa hồng, nhưng chưa ở đâu mà em thấy vườn hoa đẹp như vậy. Ừ, mẹ của anh thích hoa lắm, nhất là hoa hồng. Chính vì vậy anh mới về miền đất Đà Lạt để sưu tầm các giống hoa quý mang về tặng mẹ. Hai người đang mãi nói chuyện mà không để ý bà Thanh Thảo cũng đã ra vườn từ lúc nào. Bà thấy cô thích hoa hồng thì lên tiếng. Cháu cũng có sở thích hoa hồng hay sao? Giật mình quay lại, cả hai ngạc nhiên khi thấy bà Thảo đang đứng ngay sau lưng của mình. Thanh Hằng lễ phép. Dạ, bác gái, cháu thích lắm. Ở Đà Lạt cháu cũng có một vườn hoa, nhưng chủ yếu hoa nội, không có những giống hoa quý như đây. Bác phải kỳ công lắm mới có được vườn hoa như thế này. Vẫn còn thiếu mấy cái mẫu hoa giống từ châu Âu. Bác đang gửi mua mà chưa có được. Hai người phụ nữ cùng một niềm đam mê hoa hồng cứ mãi nói chuyện mà quên luôn sự có mặt của Mạnh Quân. Anh thấy mình lại là người thừa nên dừng lại. Nhìn mẹ và Thanh Hằng nói chuyện vui vẻ mà lòng anh lâng lâng. Ước gì chuyện giả thành thật. Anh còn mong ông trời nếu thương anh thì cho anh được gần cô mãi mãi. Anh lo sợ sau khi trở về Đà Lạt thì hai người sẽ lại chia tay nhau. Chắc chắn anh sẽ buồn thiệt nhiều nếu điều đó xảy ra. Bà Thanh Thảo sở dĩ muốn tiếp cận Thanh Hằng bởi bà muốn được tìm hiểu về cuộc sống của cô. Khi nghe cô nói cũng có trồng một vườn hoa thì bà lên tiếng. Nhà cháu ở Đà Lạt thì rất thuận lợi cho cây hoa phát triển vì khí hậu ôn hòa. Dạ, cháu cũng chỉ trồng theo sở thích chứ không có thời gian lập trang trại. Hiện tại cháu làm cái nghề gì? Áp lực công việc lớn không? Dạ, cháu là giáo viên dạy yoga nên ngày nào cũng bận, kể cả ngày lễ. Hèn chi mà dáng cháu đẹp lắm, có lẽ cháu giống mẹ. Thanh Hằng thật thà. Dạ không, cháu không có giống mẹ mà cũng không có giống ba. Nhiều khi cháu cứ nói chơi là chắc giống ông hàng xóm. Vậy ba mẹ cháu làm nghề gì? Dạ, mẹ cháu là giáo viên dạy tiểu học, còn ba là công nhân cơ khí. Cô giáo? Cô giáo à? Thấy bà Thanh Thảo cứ lặp đi lặp lại hai từ cô giáo, thì cô lại tưởng bà nghe chưa rõ, liền nhấn mạnh. Dạ, mẹ cháu là giáo viên nhưng dạy trường tiểu học, nhưng do sức khỏe yếu nên nghỉ luôn rồi. Vậy ba mẹ cháu sanh được có một mình cháu hay còn ai nữa?
Dạ, dưới cháu còn một em trai, hiện nay đang học năm thứ hai Đại học Đà Lạt. Kể từ đó, bà Thanh Thảo cũng không hỏi gì thêm. Hai bác cháu cũng thấy trời nắng, thì cũng rủ nhau vô nhà. Từ đâu, một cô gái lao ra ôm lấy bà từ sau lưng, miệng la lên mừng rỡ. Con chào bác. Bà Thanh Thảo giật mình ôm lấy ngực tỏ ra bất ngờ. Trời ơi, làm giật mình à. Tại bác... Bác có làm gì đâu. Bác không có làm gì. Tại sao cháu chào bác từ ngoài cổng mà bác không có trả lời? Hay gì cô gái này, cô ta là ai vậy? À, đây là Thanh Hằng, bạn của Mạnh Quân. Thanh Hằng vẫn im lặng. Cô nghĩ không có chuyện gì mà mình phải dây vào những rắc rối mà làm chi. Cô ta là ai và như thế nào với gia đình của anh Quân thì cũng không có liên quan gì tới cô. Cố gắng ở chơi hai ngày theo thỏa thuận rồi cô trở về nhà đi làm. Thấy cô không trả lời thì bà Thanh Thảo lên tiếng. Hôm nào cháu về Đà Lạt, bác gửi tặng cháu hai gốc hồng giống Pháp nghe. Thanh Hằng vui quá nhảy cẩn lên. Thiệt hả bác, vui quá, cháu cảm ơn bác. Từ khi xuất hiện ánh nguyệt thì bà Thanh Thảo và Hằng không có dịp nói chuyện riêng nữa. Ông Minh cũng đã khỏe đi ra phòng khách ngồi chơi, còn Thanh Hằng thì cũng tranh thủ xuống bếp. Đến bữa ăn, mọi người đều ngồi xuống bàn. Ánh Nguyệt chủ động ngồi cạnh Mạnh Quân và liên tục gắp đồ ăn cho anh. Chính vì sự tự nhiên thái quá làm cho anh khó chịu. Cô Nguyệt à, đừng có làm như vậy, có gì để tôi tự gắp. Cô nên nhớ, tôi là chủ nhà chứ không phải là cô. Ông Minh thấy vậy thì lên tiếng nhắc nhở con trai. Sao con lại nói vậy? Ánh Nguyệt muốn được chăm sóc cho chồng thì cũng tốt chứ gì sao? Cả nhà ngơ ngác sau câu nói, ai cũng lo ngại rằng Thanh Hằng sẽ chạm tự ái. Nhưng mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi cô vẫn thản nhiên ăn cơm mà không hề lên tiếng nói gì. Bà Thanh Thảo suy nghĩ một hồi, rồi gấp một con cua lột tẩm bột vào chén của cô rồi lên tiếng. Hằng à, ăn đi cháu, cua này của bạn ở Cà Mau gửi cho bác đó, ngon lắm. Tình huống bất ngờ, Hằng cứ nhìn con cua trong chén mà không biết phải xử lý như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh chơi, mẹ anh thành tâm gấp đồ ăn, thể hiện tình cảm của bà. Nếu không ăn thì thật là thất lễ, nhưng nếu ăn thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi cô vốn dị ứng với hải sản, chỉ cần ăn một con tôm thôi là cũng đã nguy rồi. Huống gì, đây là cả một con cua to tướng. Tất cả mọi cử chỉ của cô đều không qua được mắt của bà Thảo. Thấy cô cứ nhìn con cua mà không ăn, bà quan tâm. Còn sao vậy? Có phải bác gấp đồ ăn không có đúng sở thích của con không? Dạ, dạ không. Cháu... Thấy vậy Quân quay sang nói với cô. Mẹ quý em nên mới gấp đồ ăn cho em đừng có làm mẹ buồn nghe. Thanh Hằng ấp úng. Em bị dị ứng hải sản nên không có ăn được, anh ăn giùm em nghe. Lúc này Mạnh Hùng nhanh tay gấp con cua trong chén của cô, làm cho Mạnh Quân bỗng cảm thấy bất ngờ. Anh nhắc nhở em trai. Em làm cái gì vậy? Cổ bị dị ứng hải sản, vậy tại sao trong bữa ăn ngày hôm nay lại toàn là hải sản chứ? Anh không có biết cổ bị... Mạnh Hùng đứng dậy kéo tay Thanh Hằng. Em đi với anh. Anh đem ra ngoài ăn. Đã bị dị ứng là tuyệt đối không có được ăn ngang. Nguy hiểm lắm. Nhưng Thanh Hằng rụt tay ra khỏi Mạnh Hùng. Cô cười rất tươi, làm dịu không khí trong phòng ăn đang căng như dây đàn. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng đồ ăn hôm nay rất ngon. Hơn nữa em ăn cũng sắp xong rồi. Mọi người mãi nói chuyện mà không ai để ý đến bà Thanh Thảo. Bà xúc động khi làm bài test cuối cùng với cô gái. Việc cho nhà bếp chế biến hải sản là chủ ý của bà. Bà cũng bị dị ứng hải sản. Có lần ăn vào rồi phải cấp cứu tưởng là chết. Bây giờ, cô gái đang ngồi trước mặt bà đây cũng bị dị ứng hải sản. Liệu có hy vọng về đứa con gái đang thất lạc của bà hay không? Hai hàng nước mắt đã chảy đầm đìa trên gương mặt. Bà vội đứng dậy đi nhanh vào phòng như trốn chạy mọi người. Chuyện này chưa có mình bà biết, nên chưa thể nói ra điều gì khi tất cả cũng mới chỉ là dự đoán. Suốt bữa ăn, ông Minh hoàn toàn im lặng, bây giờ mới lên tiếng,
nhưng ông không hề nhắc đến sự có mặt của Thanh Hằng, cũng như việc xảy ra vừa rồi, mà ông chỉ quan tâm đến cô gái tên Ánh Nguyệt đang ngồi bí xị một góc vì không được ai quan tâm. Nguyệt à, ăn đi con, đồ ăn nhiều là nấu cho con ăn đó. Được ông Minh hỏi tới, Ánh Nguyệt cười giả lả. Dạ, con cảm ơn, đồ ăn ngon lắm. Rồi cô ta liếc xéo sang Thanh Hằng, nói mỉa mai. Đồ ăn ngon như vậy mà mày đặt chê, dị ứng cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là làm màu thôi. Không ngờ sau câu nói của cô ta, thì Mạnh Hùng gấp ngay cái cục giò heo tổ chảng, đặt mạnh vào cái chén của cô, miệng hằng học. Ngon nè, thì ăn đi, ăn cho hết kẻo bỏ uổng à nha. Ánh Nguyệt tức lắm, nhưng vì sĩ diện, hơn nữa cô ta vừa mỉa mai Thanh Hằng. Nếu bây giờ không ăn, thì không phải quê mặt lắm hay sao? Liếc sang nhìn Thanh Hằng, cô ta càng tức thêm khi thấy Mạnh Quân đang chăm chú gấp thức ăn một cách hết sức chu đáo. Nên chỉ biết nuốt cục giận vào trong, nhất định sẽ có dịp trả thù. Phải tìm mọi cách làm cho cô ta không còn cửa bước vào đây. Không biết Ánh Nguyệt báo tin về cho ba mẹ như thế nào, mà bà Thúy Kiều gọi điện cho ông Minh, vừa nhìn vào màn hình, ông vội lên tiếng. Tôi nghe nè chị Xui. Không biết đầu dây bên kia bà Thúy Kiều nói những gì, mà mặt của ông Minh đỏ ửng, tỏ vẻ tức giận. Tôi ăn xong rồi, đang ngồi uống trà, còn mấy anh em tụi nó ngồi chơi với nhau. Tôi nghe con Nguyệt nói, hôm nay không phải mình nó, mà thằng Quân còn mang về một đứa con gái. Vậy là sao? Anh giải thích cho tôi hiểu coi. Nghe cái giọng bắt bẻ của bà Thúy Kiều trong máy là ông cũng đã muốn điên lên rồi. Nhưng cũng chỉ vì cái hợp đồng và số tiền vay mà ông phải chịu đựng. Thật tình, mấy năm gần đây, công ty của ông liên tục làm ăn thua lỗ, tiền bạc tài sản cứ vậy lần lượt đội nón ra đi. Chính vì vậy, ông phải dùng đến cái chiêu bài kết hôn cho thằng con trai với nhà giàu. Có như vậy, nể tình xui gia mà họ cứu vớt ông lên. Nhưng khổ nổi, cả hai thằng Mạnh Quân, Mạnh Hùng đều ngang bướng không có chịu theo sự sắp đặt của cha. Cụ thể, thằng Quân lại còn đưa một cô gái về giới thiệu. Đúng vào lúc Ánh Nguyệt, con gái cưng của bà Kiều, cũng vừa đến nơi mới xảy ra chuyện. Sực nhớ đến lời nói của bà Kiều, ông vội đi xuống phòng ăn, thì thấy trống trơn, lũ nhỏ kéo nhau đi đâu hết. Duy chỉ còn chị giúp việc đang dọn dẹp chén dĩa mà thôi. Mấy đứa đi đâu hết rồi? Dạ, con cô không biết nữa, chỉ thấy cô Hằng đang ở trên phòng với bà chủ thôi. Giỏi, vừa mới tới lần đầu mà dám leo lên phòng bà chủ rồi, bộ cái nhà này sắp loạn rồi hay sao? Còn cô Nguyệt và cậu hai đâu? Dạ, con không biết. Vốn đang sẵn bực tức, ông Minh gầm lên. Không biết, không biết. Tại sao cái gì hỏi cô cũng không biết vậy, hả? Chỉ tội cô làm việc, phận làm thuê làm mướn, thì cô có quyền gì mà dám lên tiếng can thiệp vào cuộc sống của nhà chủ chứ? Ngay cả không dám thở mạnh trước mặt ông chủ, chứ huống hồ gì mà dám hỏi. Biết mình mắng qua người làm, nhưng ông vẫn im lặng đi về phòng. Đúng lúc này, bà Thanh Thảo nghe tiếng quát lớn của chồng, thì vội đi xuống, gặp ông Minh đang đi lên. Bộ có chuyện gì mà ông quát ầm lên vậy? Nhà đang có khách của con tới chơi, cho dù có chuyện gì thì ông cũng nên, không có nên làm như vậy. Cũng tại bà đó, thiếu gì người thất nghiệp ngoài kia kìa, mà tuyển cô giúp việc cả ngày miệng câm như hến, hỏi gì cũng không biết. Chính ông mới là người vô lý đó nghe không? Thử hỏi, ông đi ra ngoài có báo cáo cho người làm biết rằng mình đi đâu hay không? Bộ nó là mẹ tôi hay sao mà tôi phải báo cáo? Biết mình vô lý, ông vội chữa quê bằng cách đi về phòng. Chợt nhớ đến lời nói của bà Kiều, ông hỏi vợ. Ủa, còn con bé Nguyệt đi đâu rồi? Nếu có về thì nó cũng phải chào tôi với bà tiếng chứ. Ba anh em nó rủ nhau đi quán bar rồi. Thằng Quân không muốn đi vì con bé Hằng không đi. Nhưng mà nếu thằng Quân không đi thì con bé Nguyệt lại không chịu. Chính vì vậy nên tôi mới gọi cháu Hằng lên phòng chơi với tôi. Ông Minh lắc đầu rồi im lặng đi về phòng. Đáng lý ra ông sẽ gọi trả lời cho bà Kiều về việc con gái họ đã được con trai ông chăm sóc chu đáo. Nhưng ông chợt nhớ thế nào con Nguyệt cũng điện về nói với mẹ mình. Ông thở phào nhẹ nhõm. Thật tình khi gặp con bé Hằng, bạn của thằng Quân về chơi, lúc đầu ông cũng giật mình
bởi cô ta rất giống Thanh Thảo, vợ của ông thời trẻ. Chỉ khác là cô cao hơn Thanh Thảo hồi xưa một chút. Lúc Thanh Hằng hô hấp nhân tạo giúp ông tỉnh lại, ông còn nhớ bàn tay bấm huyệt đạo trên người rất điêu luyện. Lúc đó, cả nhà ông chỉ biết chạy cuống lên gọi xe cấp cứu. Nhưng cô gái này vẫn tỉnh bơ sơ cứu cho ông. Nếu không gì đang làm ăn thua lỗ, thì có khi ông cũng chấp nhận cho Thanh Hằng với thằng Quân. Nhưng bây giờ thì không thể được. Nếu Thanh Hằng với Quân thì còn con bé Nguyệt kia, con của bà Kiều thì sao? Mà lúc này ông đang rất cần tiền, mang tiếng là đại gia, nhưng thực tế chỉ còn cái xác ngôi biệt thự này thôi, chưa thấy chấp ngân hàng để trả nợ. Đã nhiều đêm, thấy chồng trăn trở không ngủ. Hơn nữa, tính nết của ông Minh cũng vô cùng khó chịu, rất hay cáu gắt vô cớ. Nhưng bà Thanh Thảo vẫn im lặng, bởi bà cũng không hiểu gì về việc công việc của công ty. Hơn nữa, cho dù có hỏi thì ông cũng không nói. Chính vì vậy, bà thường im lặng, chỉ quan tâm về sức khỏe và những bữa ăn ngon cho mấy cha con. Nhưng nói không quan tâm thì cũng không đúng. Nhất là thời gian gần đây, đúng như bà dự đoán, lúc đi về phòng riêng thì ông dãy bà lại. Câu đầu tiên ông nói với vợ chính là hỏi về số tiền mà cha mẹ bà tặng riêng cho con gái. Anh đang cần vốn hiện thực mấy công trình còn dở dang, muốn hỏi em về cái số tiền mà ba má đã tặng em hồi về nhà chồng. Bà Thanh Thảo im lặng và suy nghĩ rất nhanh. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra ở cái nhà này mà ông Minh giấu bà không nói. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì ngay cả cái biệt thự này cũng chưa chắc giữ lại được. Số tiền mà ba má cho bà thì hiện nay vẫn còn giữ. Mặc dù là số tiền không nhỏ, nhưng nếu đưa cho ông Minh trả nợ thì cũng không có thấm vào đâu. Cụ thể là toàn bộ số cổ phần của bà cũng là do ông sử dụng. Có thể nói trong giai đoạn này thì đây là số tiền rất quan trọng. Nhưng phải nói thế nào đây cho hợp lý mà ông ấy không có nghi ngờ. Riêng ba thằng con trai, bà đều hướng cho các con tự lập nghiệp theo sở thích và niềm đam mê. Nhưng vốn liếng của tụi nó cũng không lớn, nhất định bà không cho phép ông được can thiệp vô. Thấy vợ ngồi im ra chiều suy nghĩ, thì ông Minh lấy làm thắc mắc. Tiền đang giữ mà không lẽ cũng không nhớ hay sao? Hay bà không muốn đưa? Nhiều lần kẹt vốn ông cũng định hỏi nhưng lại thôi, bởi đó là tiền riêng của bà. Dù sao ông cũng là một đại gia giàu có, chính vì cái mác đại gia mà ông không có dám thế chấp cái biệt thự này. Chỉ cần một tin nhắn loan ra rằng đại gia Minh thế chấp nhà cho ngân hàng thì ông không còn mặt mũi nào mà bước ra đường. Lúc đó, các đối tác, các con nợ là hỏi thăm ông nhiều nhất. Bà sao vậy? Tiếng của ông Minh làm cho bà Thanh Thảo giật mình. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, bà làm bộ ngơ ngác. Em không hiểu mình bị sao nữa. Tại sao em không có nhớ gì về cái số tiền này vậy ta? Tới lúc này thì người ngạc nhiên là chính là ông Minh. Những lời nói của bà Thảo thì ông tin, bởi sống với nhau hơn 30 năm mà bà chưa nói dối ông một lần nào. Nhưng thật vô lý khi giữ một số tiền lớn như vậy mà lại không nhớ một chút gì. Ông còn nhớ, ngay trong ngày cưới, ba má của bà Thảo thể hiện mình là giàu có, nhưng ngoài số của hồi môn trang sức dòng vàng, thì có đưa cho con gái một tấm check gọi là tặng riêng cho con. Ông cũng rất muốn biết trong cái tấm check đó ghi số tiền là bao nhiêu, nhưng cũng chỉ vì sĩ diện nên ông không quan tâm. Vậy mà bây giờ bà lại không nhớ mình đang để ở đâu hay sao? Tiền thì đơn giản, chỉ cất ở trong nhà hay là tài khoản ngân hàng chứ cần gì phải nhớ. Bà Thanh Thảo chợt la lên. Em nhớ để đâu rồi? Để đâu? Em nhớ thử coi, em giỏi mà. Em đưa cho mẹ. Trời đất ơi, mẹ thiếu gì tiền mà lại giữ tiền của em chứ? Em cũng biết nữa, chỉ nhớ lúc cưới xong khoảng một tuần thì mẹ nói đưa mẹ giữ, khi nào cần thì lấy, vậy là em đưa luôn. Trời đất ơi! Ông Minh chỉ biết thốt lên rồi ôm đầu. Bây giờ mẹ ông đã qua đời rồi thì biết hỏi ai. Nếu biết sẽ có ngày này thì ông đã giữ luôn rồi. Nhìn chồng ôm đầu kêu trời là bà biết có chuyện không ổn.
nhưng đã quyết là quyết. Vấn đề bây giờ cần làm là bà phải cất ở đâu mà không phải ngân hàng. Bởi nếu số dư trong ngân hàng thì ông sẽ tìm được ngay. Lúc đó, không những bà mất tiền lại còn mang tiếng là nói dối, mà điều đó thì bà không hề mong muốn. Chợt nghĩ đến cô gái đang ngồi ở phòng mình, bà nói với chồng. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nếu anh cần tiền thì bán cái nhà này đi, mua một căn nhà nhỏ hơn cũng được. Bà chưa nói hết câu thì ông quát lên. Không được, nhất định là không có bán nhà. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Bà lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, ông Minh tự lẩm nhẩm một mình. Chỉ còn hai thằng con trai là cứu được mình thôi. Nếu Mạnh Quân lấy Ánh Nguyệt, thì bà Kiều sẽ không đòi số tiền nợ, lại còn ký thêm hợp đồng. Rồi nhất định ông lại tìm một cô gái con chủ nợ nào đó mà gán cho Mạnh Hùng. Vậy là xong, mà lại không phải bán nhà. Còn cô gái Thanh Hằng, ông cũng hơi chạnh lòng, nhưng mong cô hiểu và thông cảm chứ không còn cách nào khác. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 8 tập của bộ truyện Phận Dâu Hào Môn. Tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương xin tạm biệt quý vị tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.